Công chán chưa? Rồi, vô trong lấy cái gì anh em? Dạ, lấy than với cái dĩa nướng. Phật công sao đây hết ta? Phải không mày? Dạ. Có để bên kia hay để bên này? Dạ, quay ngược lại nào cũng được hết á. Quay màn hình ngược lại. Sao ngược lại? Dạ, muối ớt. Đúng rồi á, quay là đó. Đúng rồi. À đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà nó bị tối không sao đây phải không? Dạ không, để nè. Thôi sáng chân rồi. Nó chán không biết đâu rồi. Ờ. À. Tại nó chán. Để con ném này lên nè. Không có thấy gì hết. Đây nè. Không, nó ok đó. Nó ok hả? Đó. À. À. Ok. Nhờ dặn bôi lên. Cao khó nè. Bỏ dưới em một chút qua dọn hả anh Hiếu? Rồi. Có bao lông được gác mà. Hello mọi người. Giờ nè, hồi sáng tới giờ mình hành động phải không? Bây giờ mình action. Mày ở đây. Đây mọi người. Đó. Ủa, đâu có thấy đồ ăn mày. Gục nó xuống. Dạ, đồ ăn thì phải bắt về để xuống này. Chắc thì lại dưới. Ở đây là bên nó ăn được đó. Dạ. Rồi. Ai để con ấy qua cho. Bác Đương ngồi bên đây nè. Rồi. Này không có bác không bác thấy cái này nó ấy quá. Thấy nó chói quá. Dạ không phải nó chói mà nó tôi bẻ rau thơm để không cho bưng. Tôi nóng để rồi đây bác đem bác cứ cầm cái con tôm lên bác dê bác nói luôn đi chứ có gì đâu. Có gì đâu. Đó, đây. Rồi bẻ mới thơm. Bây giờ là cây nhà lá vườn sực action. Đây. Đây. Tôm. Đâu bác phải làm mẫu luôn. Đâu, rồi, làm luôn bác. Làm luôn chứ nhưng mà đợi rượu không? Cái này đây. Làm cho ăn sao? Muối ớt. Lột ăn thôi, lột chấm muối ớt. Lột thôi. Lột ra hả? Dạ. Nhiều bác có lột quá trời. Dạ, không bắt đâu cần lột đâu, bắt cái tôm nó nhỏ xíu hả? Bỏ đi nhai luôn. Nhai luôn. Nhai. Dạ. Hôm nay là chỉ người. Nhỏ là nhai luôn. Bỏ cái đầu này nè. Đó. Ừ. Ngon. Ngon. Ngọt quá trời luôn. Đó, đỡ rồi. Bác mình đổ ấy. Đây là cho vô bọc. Ờ, nhậu luôn. Ờ, này có quan nhậu mà. Quan nhậu mà có loại. Giờ đâu có bỏ nhậu bỏ tới luôn rồi. Ừ. Nó ăn nhậu thái cười đó. Nhìn ổng diễn viên. Ổng diễn viên mà Hollywood á, hay là hoa da máu á. Máu. Diễn viên Hồng Kông á, cái ông gì nè, kêu gì Kim Trung Phúc hả? Không, diễn viên Hồng Kông á. Giống Obama kìa. À, phim võ thuật. Cái ông tóc bạc á đúng không? À, võ thuật đóng chung với lại cái ông gì Chen gì mà Jackie Chan bự á, Jackie Chan. Đóng chung với lại Van Damme, hay quýnh với Van Damme á. Nhớ không, chen gì đó, hay đánh võ với Van Damme á. Vừa ngực đô lắm, mập vượt đô lắm. Lý Liên Kiệt. Không phải Lý Liên Kiệt nữa. Lý Liên Kiệt rồi. Lý Liên Kiệt. Ông mà đóng... Trung Tử Đơn. Ưa giật vú nè. Giật vú rồi. À. Vũ Peter Hò là phải giật vú mới chịu. Giật vú rồi. Sao để em coi đồng nó không gì. Giống chơi. Như trà tấn. Kệ ra ngoài qua bước sen quay sen kìa. Hả? À. À đúng rồi chứ. Trà tấn rồi, trà tấn rồi. Còn cái này giống như là hành hạ đây có mũi dữ lắm nè. Buổi trưa mũi quá trời luôn. Đuổi về nói đại đi trời. Làm gì vậy? Đốt than hả? Đốt than luôn, nướng tôm mà chơi. Không có cháy luôn á. Quá đã. Đúng mà ngọt ghê ha. Dạ. Tôm tươi quá. Tươi. Lại ăn liền. Có mà ăn liền mà. À nó cháy lên gì nè. Ngon chút nhưng mà đó, đó. Tươi với anh nha.
kêu anh với à, cháu với anh vậy. Ở cháu hả? Ừ. Ok. Tại thấy ông Bạc nhiều hơn ổng mà. Về mấy lần rồi. Về mấy lần nhưng mà tôi cũng thấy ông Bạc hơn tôi được. Dạ. Mời. Rồi anh Ly đó, Ly của cháu đâu? Rồi ok chơi luôn. Rồi. Rồi vô. Mời thổ địa, mời thổ địa đúng gu à, cái đó là mấy ông trước tiên là phải cúng thần tài thổ địa mà nhỏ xuống đất đàng hoàng cúng đàng hoàng xong về biết nhậu đúng không? Nào. Vô. Vô. Được. Vô ra. Chén lên. Cái dao này chắc nên nó phải dùng sức. Nó rồi kêu không đưa mà không chịu. Kệ đi. Đi chỗ giờ rồi đó tao lỗi không nổi rồi. Nóng mệt lắm, kệ đi. Bào bào thôi cũng xong hả? Để đó sao tiện nổi cái trái kìa. Trái ba tiếng luôn nằm đứng kìa. Cái gì? Thơm tay rồi. Ớt là thơm ha, ớt hộp muối hột mà đâm với lại ớt xanh, ớt xanh mới hái luôn, ớt xanh mới hái nó thơm ghê. Đây là đồ đây cực lắm, ăn gì cũng thấy bẻ tại chỗ mà. Thiếu nói đồ đây cực lắm á, ăn cái gì cũng bẻ tại chỗ á, khổ lắm, mỏi tay, phải không? Đi vòng có đồ ăn quá trời. Hồi sáng thì coi như là đi bắt gì bắt tôm mà đi lượm tôm không mà mỏi tay. Mỏi tay luôn. Đi lựa tôm chứ. Lựa. Mà lựa mà mệt xỉu luôn. Em phải công nhận. Em phải công nhận tôm mình nó ngọt thiệt á. Tới sáng tới tối luôn. Nên hồi nãy bác cầm nó tốt bụng quá là chịu hết nổi rồi. Sáng giờ đâu ăn gì vậy? Làm ly cà phê. Bỏ quên mấy ổ mì chứ. Ta kêu bộ mua ổ mì chút ta ăn. Có hồi tôi quên mẹ vui quá quên ăn mì luôn. Xong quất hai cái ổi nữa chứ. Ngon này làm cái sốt rồi. Về quê đúng không? Cây cồn. Bằm miếng khô ha. Trời ơi này cầm quất thôi chứ khô chiếc gì cho nó phí. Rồi bỏ luộc. Cái bếp không đó không bắt cao luộc. Cái bếp nó hồi để mình để lẩu luôn á, hàng đó. Hả? Hàng cái kia khác. Làm lẩu đó. Thì cái bếp ga này nè. Qua cái giọng cù lao này nè. Hồi nó ăn bánh cù lao. Quá đã. Rồi, vô con chú luôn. Rồi, ok. Tao thấy uống rượu ngon, uống rượu ngon hơn uống bia bạn. Còn chú uống hết bia luôn. Dạ chiều đi. Hả? Còn chú uống hết bia ngọc rồi. Trời ơi. Lấy gai vậy nè. Mở đây ra thì được chứ mà cái điều. Lấy gai thôi. Ừ, nhưng mà ngon quá. Cái này hình như này nó hợp với rượu hơn mày ơi. Dạ. Cho tôi lửa đi rượu ăn. Lâu quá. Không phải, mày uống thử cái Hiếu. Vâng, Hiếu uống kìa. Vô. Hiếu. À, uống vậy nè. 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 Đồ dân quê trổ. Nó trổ tài rồi nó ghê chưa? Nghe kêu chưa? Ờ, đồ ghê thiệt. Ừ quá. Không, tao khoái cái muối xanh này nè. Thơm thiệt á. Mấy giờ ông này đâm mới ngon nha. Cái kỳ á. Biết ông đâm, không biết chuyện đâm ngon lắm. Mình đâm ngon mà không đâu. Cái kỳ á. Mày coi cái mày. Dạ. Mày coi cái camera đi chiếu hết đàn chưa? Hồi để xa xa chút, hai đàn sao? Ý đó là gom lại cho nó xa xa. Bỏ lẩu vô rau nè, đây đang giới thiệu nè. Gom lại rau này lạ lắm. Ý là tao muốn nói là đủ chưa? Để lấy hết cái bàn này cho anh em mình coi cho. Chưa. Sai ra. Đó. Thấy đoạn không? Rồi. Chanh vô. Rồi. Tôm. Tôm miền Tây. Vô thôi ráo nước lẩm chẩm luôn á. Chua mới ngon. Thì chua ít thôi. Chấm rồi. Rồi lên được anh Vũ ơi. Trời ơi, hát vô, giống Vũ ngồi một cái đợi đó, bỏ lại đi, bỏ vô lại, đèn lát cho mình. Vô mọi người, vô. Trời ơi, nước. Ú, mà cái này mới đã nè. Xịt vô. Trời ơi. Bếp này ăn ngọt lắm ông ơi. Trời, nó ngọt quá trời đó. Thôi được, bỏ bánh tráng nha. Anh em cắn ngay ra. Cắn ngang, bỏ cái gông ra sao mà. Bỏ gạo bỏ kìa nè. Rồi cắt đề thấy không? Lắm cái nuôi đó. Ở đây bà đặc biệt chấm muối nha cả nhà. Củ bánh tráng chấm muối nha. Rồi sao? Ừ. Cũng liều. Rồi. Cái quá ngon. Ngon làm miên nữa ha. Làm đi, làm. Ăn gạo luôn. Ăn gạo luôn thấy không? Đây, bánh tráng.
Cường ngồi được không? Bây giờ. Có ai uống rượu đế không? Dạ thôi, em bia rồi. Bia hả? Ta thấy uống rượu đế ngon hơn mày. Bia cũng chơi chơi mà bây giờ lỡ nó cầm rồi. Ngày mai còn bắt xe về thôi chứ còn không tới. Rồi, đúng rồi, đủ mà không được, mày không uống mày. Tao đi xe đó, được chứ sao chứ. Thấy không? Cũng mới quá ngon phải không? Hãy làm sao vậy chỉ coi. Dạ. Muối với bột ngọt thôi. Ồ, bột ngọt, muối với lại ớt xanh nhưng mà cái ớt thơm. Muối ngọt mình thôi. Cũng là cái ớt đó, đó nhưng mà tại mình mua thành phố mà đâm nó không không ra. Hả? Ông chủ đâm có tâm. Rồi, tôi bia đó thôi. Đầm có tâm cho nó khác nữa không? Cuối tuần mấy ông nữa cứ anh rảnh là điện sáo cứ về chơi thôi gì đó. Mấy ông là tự nhiên đi. Trời ơi, có gì cũng lấy chứ giờ. Để bác cứ để đó đi. Để làm miếng tự nhiên đi. Ờ tự nhiên đi. Vô. 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 Vô bị đầu đâu? Vô rồi vô. Đi không? Chưa có bia đâu. Đã chưa đã. Đây đây đưa bị đầu cái này nè. Cái này đi. Ừ. Xá xỉ, xá xỉ. Đúng rồi, xá xỉ. Ừ, nghe ra nó mừng. Thế rồi hả? Không uống vô rồi hả? Ở ngày mai mới về mà. Không biết uống. Không biết uống hả? Em tưởng vậy chứ đâu biết uống rồi. À, mình bị chấm nè. Lạ đó không uống. Hai cặp hai cặp cháo. Vũ như còn đỡ hơn như thôi chút. Nấu đi rồi tối bắt cá mình nấu cháo mình quất một cặp nữa. Trời ơi. Bắt thầy tượng nấu cháo cái tượng để nậm hầu đó. Ừ, coi ấy kìa, gặp kìa. Trời ơi, tôi càng cái này. Trời ơi, ăn nha mọi người. Gạch đó, ăn chết đó. Cái này sao vậy? Ăn chết đó, chết đó, cái gì vậy? Biết thèm. Chết biết thèm. Mấy ông từ thành phố về đây mấy ông thèm, mấy ông về mấy ông ăn. Chết vì thèm. Chết vì thèm. Về có gì ăn nè, ủa mấy này cũng những cái gặp nó mà lưu đây cũng xong vậy đó, trứng trứng tao mặc này cái tao đi thả tục trứng tan là trứng luôn béo. Hồi sáng mày bỏ con chung trứng xuống đã, hồi trừ lại con không cho ăn. Trừ lại ủa hồi con thứ hai không cho ăn, con thứ ba mới cho ăn. Rồi thì thả trừ con, trừ con giờ chị thơm à, quá thơm. Hay quá, cái lá này hay quá ha. Thấy thấy tôm xong mà coi như quấn tráng đã không? Đã rồi. Ê, có chuyện ăn đồ độc ở đồ Trung Quốc á nha mày. Dạ. Nó có đồ của tao á, đủ mà ăn đồ Trung Quốc cổ độc. Cảm ơn, dưới đây coi. Nè, em bảnh nó đi quấn tráng còn đây nữa hả? Ừ, đúng. Đó, đó là túi, túi. Mấy lưng nhập, lưng vũ á. Ăn chết không ăn chết à. Em chụp cái này qua đó đi rồi. Thấy rồi, dẹp đi. Bộ lấy xét khác sao nói rồi đủ rau mình bắt cầm ăn rau nửa cầm từ từ hư cái gì cũng hết mà đủ rau ngon quá rau mà rau cái rau răm cũng ngon hơn bên mình mày thơm hơn không muốn muốn nãy mới có miếng à muốn có bụng có muỗng không dạ này nãy tôi đâm ít. Ừ. Vậy gì muối gì hết đậu hồi tôi vô tôi đâm cho bỏ nghề chưa ê cái này là cái này cái này là cái này là cái này là cái này là đây 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 mọi người lá xoài nè nha. Bà xã mở hỏi đi sáng đi chiều về kêu trời đi Tiền Giang xa mà ơi đi xuống về kịp chứ bà nói cái sau cái hình nãy của mình phải chờ đã đời thôi mình gặp mới hết 10 giờ mới tới. Các bạn kêu 10 giờ tới vậy là. Ê mày khai là chiều về được rồi. Like cho mày được mà mày khai sao về tối nay nó quýnh này được, mai nó quýnh này được. Ủa, đó đi. Rồi, còn mới đã giờ 3 ly rồi đó. Quá. Ủa nhủ cái miếng góc cũng không? Đó, về không cực quá. Đó, về đó, cái anh bắt ăn toàn là mấy cái món gì đâu mà nó ăn cực quá. Món độc hại. Càng nướng nha bà kiểu lại cái phần phần gặp ra coi nè trời tôm càng mà cái gặp cái là trời nó lên bát sài nó trời ơi mà nãy là anh Vũ bắt đó trời ơi lượm khùng luôn á đó.
anh thiếu review một cái đi, anh thiếu cảm giác rồi. Ăn mà ở dưới quê không có gì ăn, lấy ớt ớt tươi với đâm là đó. Mày ăn review gì cũng được chứ không đã vậy, tao review mày review tao. Trời ngang không khổ quá. Nhiều bác quá, bác uống rượu đấy, rượu bia luôn hả? Trời khổ quá. Mày review tao nè. Rồi bây giờ nè, tới ông Việt Kiều Mỹ thứ hai nè. Đây nè. Tôm này nè. Chấm muối ớt nè, đó, búa xanh nè, đâm ra. Đó, đây coi nè. Rau là cây nhà lá vườn mà. Ông quất nguyên con luôn. Ăn có động không? Có động không? Không ăn mà bỏ không thấy không. Tới giờ rùng mình luôn ra. Đậu ao đó. Được. Trời ơi. Đó nè. Căng rồi. Trời ơi, mình chưa. Ăn này chết, bệnh chết rồi. Bệnh rồi. Được chịu không nổi, chịu không nổi. Ăn nữa đó, chú vô đừng đằng mình nhập biển đi. Vô còn cái đeo vậy. Chịu không nổi. Ăn ngày mai không có. Hôm bữa hởm ông vàng lần, nữa nay không phải về nữa. Bệnh viện. Ôi khổ quá. Cái này chắc ở Sài Gòn cũng đủ dễ thì có, mà ở bển cũng đủ dễ gì luôn. Dễ. Đó là làm thêm cái này nữa nè. Nước mắt quê hương. Ủa cái kiểu chót rồi. Đó, quýt thì có rốt trời. Vỗ đùi cái. Vỗ rằng cái điện thoại dân vô nhắc thì cái đất nó dở rồi vỗ. À, mình nâng ly cái đi, nâng ly chúc mừng bắt cầm coi về quê em khổ quá. Rồi vô. Ông này đi chứ. Rồi. Tuyệt vời. Cuối tuần muốn về quay chơi thì cứ về gặp anh Sáu. Rồi. Phải liên hệ về bữa trước. Nhưng mà về liền không có à. Muốn về đâu phải giỡn đâu, phải gặp anh Sáu báo trước thì Sáu sắp xếp công việc. Công việc đi chơi lắm. Đó, mà bác cầm sau khi bác cầm khang cái xong bác cầm thấy sao? Nó một cách khác, cái cảm giác nó không có thể là diễn tả nổi mà không có từ. Tại vì có từ nó diễn tả rồi. Cho nên mà không có từ mà nó còn nuốt xuống. Ngon hơn. Tức là ăn tôm quê hương, ăn rau quê hương, uống nước mắt quê hương. Đúng rồi. Ba trái bụi chét. Mà ngồi giữa cái vườn nó chứ. Trời ơi, chi chiều nổi. Cái resort đây. Nhìn cái mái này. Đó, resort. Đó. Năm sao nha. Khổ vậy. Buổi tối nhìn vô là ngàn thấy sao em giờ luôn. Cái vừa bên kia quan trọng nè, nhậu xong là có chỗ nằm. Đó đây nè, đây nè. Đó. Quê đó. Chuẩn bị hết rồi. Trời ơi, đó là coi như là cứ đi ra qua đó là nằm tại chờ chỗ luôn. Vừa đâu xíu nó hồi cho ăn cái lẩu mà cái này nè, lẩu mà cái cù lao này nè. Đó. Ừ. Lẩu truyền thống rồi. Để truyền thống á. Lâu xưa. Vô. Mà quan trọng cái này nó bằng non nữa nè, bỏ than nữa nè, được. than gấu dừa nữa. Đừng nói nhôm B52 cho mày. Cái này mà quý hả? Kỳ, mày vừa phải được. Không à. Bài cô giao cổ nhóc có chơi mà bài chiếm trường. Đã. Đây có ban nhạc thiên nhiên. Chính như nữa. Nhưng mà thấy rõ ràng không? Có ve kêu, ve sầu kêu gớm được. Rồi, giờ mình làm con cái coi. Đồ bỏ đây. Dạ, chỗ nào có thể tiếp này. Sao bác cầm ăn kiểu này thiên hạ anh ta coi anh ta chịu gì nổi anh thôi anh tắt đi ăn cho nó thoải mái anh ăn vậy thiên hạ nhìn thôi chịu gì nổi à, còn mấy người ổn không kênh con cơm nuôi không dám ăn cái này con cơm này hỏi nãy mà có bồ tạc không bồ tạc có gì đồng tâm chấm bằng đảo gì chích cái đầu á ví dụ tôm không câu không câu á ba câu câu á à nó giờ tôm nó giả tôm nó giả tại bia ra chợ mua á đâu có còn đi. Đâu có còn nữa đâu gì mai đi mai chấm bù tạc hôm nay ơi mệt quá không lột cái mai chấm mình sẽ kiếm mỡ rau cải xanh cải xanh đó còn bù tạc luôn chấm cuốn bò xanh rồi đã thế hả tôm xong chấm bù tạc ăn cải bè xanh vậy đủ mà sao chịu nổi nó nồng lắm đúng bài luôn không hả nó ngọt
Nó ngọt mà. Nhờ phải có rượu đế mới được. Ở ngủ 2 giờ dậy đi đêm luôn à, đi đêm bắt về sáng. Ở tối nay 2 giờ anh em đi không? Đi đêm. Cả sáng ngủ. Trời ơi, 2 giờ đêm đó bắt giờ trời ơi. Sớm rồi, 7 giờ, ví dụ 7-8 giờ ngủ sớm rồi. Hai giờ ngủ sớm cha, ở đây tự làm video đúng rồi, buổi tối sáng mai á cho mấy ông đi sớm, đi chợ sớm, cho đi theo bả bán luôn, dẫn một không bắt về nhậu luôn bán, không bán không, không bán không, ở bắt về khách đến không có bán luôn, còn không còn cái đó là khoảng là đây là chơi phần đó, khoảng một phần đó, chiều mai là đi kéo cái còn lại đó, đầu tiếp. Mai mai xúc miệng thôi, sáng sớm xúc miệng. Mai là biết tôi hồ là nhậu bù cho mai là chơi mùa tệ. Để lâu lâu thì về quê thì chơi cho maximum đi. Là tối tối là có hả? Tối nay 2 giờ mình đi được á. 1 giờ 1 giờ. Trời ơi. Được. Mọi người đi. Vừa về trải nghiệm. Đâu có mà về xong cái bắt nồi cháo lên. Rồi chơi 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 cháo cả. Chơi mình đâm ra. Trời ơi nó mình chơi nó về nó đợi nó rồi. Nó đang rủ là rủ bù đế. Trời 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 nó chơi thì chơi đêm luôn kìa, mấy người. Kia thiệt. Vũ sấy sao? Rồi bằng ngày mình sáng mình không nhậu. Dám nói rồi chơi chơi à. Chiều tối mình nhậu luôn cái sáng mình không nhậu. Trời. Đó sáng ăn uống rồi khỏe rồi về dễn rồi sao. Sáng ăn cháo vậy dễ đủ á. Tối mình bắt tép về nấu cháo rồi. Trời. Tép này nè, mình đâm ra dập 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 mình nấu cháo. Sáng cơm cho toàn là mới ăn độc bia không. Sáng nấu là cơm thịt nóng ăn cá kho. Quê mà, thì có gì dùng nấy chứ sao vợ thì con là có nhiều đó. Vô con vô vô. Vui quá ha mấy người. Không bữa nay con phá lệ uống rượu đế với bác đó. Uống uống bia chứ không uống rượu thiệt luôn. Không phải tao thì có gu tao là nhiều cái món vậy. Mấy cái món này phải uống rượu đế cho đúng 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 chuẩn. Không lẽ không có bình bát ngồi uống rượu đế kỳ quá. Ủa gì nha hả? Em vô em đâm cho anh một chén muối ớt. Cắt hơn anh nữa. Cắt một cơm nữa hơn à. Vợ đâm dữ lắm. Hơn nữa. Trời ơi còn có cơm nữa kìa. Ai đói ăn cơm. Cơm cháo khô. Cháo khô kìa. À cá khô khô. Khô là cá nải cá bóng. Cá nải cá bóng. Cá bóng khô khô khô. Ồ mèn bét ơi. Máu tép mỡ. Ôi, tôi bỏ miếng nước cho tôi lột rau. Nữa. Rồi lại lên là lẩu nữa. Lẩu gì? Lẩu lẩu tới 8 giờ tối đi. Không giờ tôi lột rau đi chứ. Lột rau nhớ chứ lẩu tới 8 giờ. Mấy kiểu này nhà hàng năm sao ở Việt Nam không có đâu. Thiệt. Nhà hàng phải nhà sao? Và nhà phải nhà sao? Đúng rồi, đúng rồi. Có tiền chưa chắc gì nhậu được vậy. Cái này nhậu cái này là nó phải có cái phần cho tiền là không đủ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Bà người thiệt việc thiệt nha. Ngày hôm nay chúng ta đi đâu, chúng ta làm cái gì, chúng ta đi quay phim để lại làm hoài nha. Gì nữa? Chơi chơi thiệt à, chứ không có xạo đâu. Mày thấy tao ăn không? Ngon như bí lùi. Ăn mà để rùng mình luôn. Để còn đó đó, cũng ngon đó. Đúng rồi. Nó đâu có lớn. Nó là cỡ đó cho lại dữ lắm. Họ đi chơi bầu luộc với cái đậu đũa luộc cho ăn cơm với cá kho. Rau kệ. Vì kiều nghèo, về bên này chơi tạm vậy chút xíu. Chơi tạm. Chơi tạm vậy à. Tại vì bên đó mình chơi không lại người ta nói mình thất bại cho nên ta về nó chơi chút chút vậy. Hỏi vậy em thất bại mới về đây đâu có em chưa về chơi Mỹ nha, đừng nói bậy nha, không có chơi Mỹ, chỉ có là mình thấy mình chơi buồn quá. Thì đúng rồi, mình đâu có dám chơi, tại bây giờ mình đương nợ kia nó không có bạn bè vậy. Chơi kiếm bạn khó mà hơn cái tôi với ông này gặp nhau cũng khó lắm ha. Trời ơi, cả tháng nhiều khi chưa chắc thì đã gặp nhau được. Năm gặp nhau mới gặp. Bữa trước bác Trần nói cái gì mà cái gì gặp nhau một cái là đi ba quãng đồng. Thế sao tao chạy lên nhà nó 25 phút mà biết ở freeway Mỹ là đập bốp một cái là tệ lắm, lẽ 110, 125 mai chứ đủ mà chơi đâu. Tao lên nữa. Ổng rảnh thì mình không rảnh. Khổ.
mày về ngồi đó, về Việt Nam thằng nào cũng rảnh hết trơn, đâu quá lạ đời cho nó kỳ cục cái. Cái gì Việt Nam là tự nhiên rảnh à? Việt Nam ăn nhậu rồi. Không phải, không phải ăn nhậu, cái là cái thời gian á thì Việt Nam mình nó lúc mà đánh gỗ là đánh gỗ, cái không áp lực, không bị áp cái là bia bọng rồi. Đi đi bỏ đang mặn cứ bỏ đi đi bình thường à, không có gì chứ. Bữa nay là ông đang làm, tao bỏ ông nghỉ, ông cầm xuống là anh em xuống là nghề cũng làm. Này vô ba triệu. Anh nghĩa là tự do tài chính á, nãy có ba triệu mà. Bởi vậy người ta cũng sẵn rồi, sẵn sẵn là đi thấy rồi. Hai đứa bay hé trên tàu ngầu thôi, lên tao chở đi ngộ lắm người miền Tây đó, họ yêu hiếu khách đó. À, mấy ông thấy tài lái lụa này sao quá người. Mấy dân miền Tây chạy vào chỗ này chạy xe là phải không, mấy ông vô là hư xe liền bỏ qua luôn. Em mà chỉ cần vô tới chỗ kia là em bỏ xe em đi về đó. Bởi vậy người ta không mới nói có cái câu là người miền Tây dễ thương vô cùng. À, ông lái xe mà cái kiếm này thôi, ông lái là chạy hết. À, mà cậu nó chỉ dơ dưa chiếc xe dưa chút xíu thôi. Ví dụ em mà xuống là chơi đúng không? Ví dụ một con rồi phải được. Hả? Đó cũng vậy thôi. Mày lái chịu rồi, quen rồi. Quen rồi. Rồi lái xe tải thôi không? Dân lái xe tải mà bị đồ nó dở mà chở hàng á. Chở trong chiều luôn rồi nó dẫn. Bây giờ đừng có tưởng là coi như là nhìn nhanh vậy nha. Thật sự ngay chỗ cái chỗ mà ve ra ve vô. Nhưng mà tao bảo đảm mày, mày qua Mỹ mày thi bằng lái thì mày sẽ rất chắc ra bên trong. Rớt hả? Rớt. Mày chở ở bển nó chở bò bò không? Chở bò bò không? Không phải đủ má. Nếu vậy đi còn chạy không được. Không phải. Bò không ở đây chơi chơi tốc độ cao không? Phải tôi á, thật sự bên kia tôi lái dữ nha, tao lái tôi bò đâu đó vậy. Về đây không không chơi lại. Đây thua. Đây đúng rồi. Qua nó lặn lỡ bình thường. Thì bác cầm thấy hồi sáng. Như thành phố vậy, thành phố nó bòi và nó bạc quá, nó kịch kịch, nó đứng nguyên đó. Không đạp rồi coi như là coi như ăn đòn cái là cái gì. Ông thấy hai điều nãy thấy sợ chỗ mấy thằng sầu riêng không? Hả? Mấy ông xuống đi rồi nó không có thèm qua với mấy ông đâu. Này đó. Này xuống nó tự động qua. Năng nỉ. Nói. Mày hay đó, mày này đó. Nó xịt cái là sao? Hay đó. Dẫn xe tải nó có những chiêu đó hay lắm. Mày nghĩ sao vậy? Cái đường lộ giới là cái đường nông thôn mà nó chơi cái BMW vô, tôi hỏi mày sao nó chạy được. Mà nó chạy tính bơ, lộ quá nó chạy tính bơ. Tao cũng thà xà thầy chạy luôn. Qua cái cầu mà nó lên cao, nó đi xuống vậy mà vừa đủ cái xe. Không, hai bên chỉ dư 5cm thôi. Được. Khoảng ba lớn, cũng hay. Nó là gì? Là dân đây đường nào? Ghét ở trên cái thành đó. Đây đường nào? Đây không là chỗ đó đó. Đường nào? Đường chỗ vẽ đó, cái cầu cao. Cầu đó đó hả? Nó dân thiện hay không lái xe vô mặt đường ấy hả, dân thiện chiều tài xế về bị chạy hoài vậy. Bởi hồi sáng anh Hiếu hỏi thôi em dò cái đường em biết rồi. Thật sự là quá đã. Ta không có biết dùng cái từ gì mà ta nói. Mình nói thật một câu là những người mà Việt xa xứ ứ ao ước một cái buổi như vậy không bao giờ có, không bao giờ có. Bởi vì em nói là cái này là nhậu là về miền Tây nó không phải là tiền mà nó phải là cái tình. Đúng cái rồi. Nhậu nó là đầy tình cảm. Đúng rồi. Mà người Việt như vậy. Nhưng mà nó có những cái kẻ nó không coi người Việt là gì cả. Nó đi qua bên ngoài đồ mấy nó bắt đầu nó biêu ríu, nó còn nó đè đầu mình ra nó chửi. Nhưng nó không phải người Việt. Không phải người Việt hả? Mày chết mày nhột mày. Nói vậy đó trúng lỡ trúng rồi thì đừng có buồn nghe. Mà buồn rồi thì cũng kệ người ta chứ. Gia đình đang nhậu không kêu gia đình nhậu rồi mày. Bạn có coi cái clip mà thằng Tây nó đi xuyên Việt không? Ừ. Nó đi ngang lên, nó đi ngang qua cái đám cưới ở ngoài miền Trung miền Bắc gì đó. Cái nó thấy đám cưới vui quá. Nó tấp vô. Cái bắt đầu nó ăn đám cưới, xong nó lì xì qua vô chú rể. Ừ, vậy cũng có được ý. Nó mà đó. Nó quan trọng là nó vô là nó chưa lì xì hết, bà con đóng mời nó vô rồi. Ờ. Nó ăn xong là thiếu khách. Đó. Thiếu khách hết đó nha. Thiếu khách. Việc mà thiếu khách đó. Thiếu khách. Mời thấy tưởng đi ngoài đám cưới vô luôn. Đầu dân Tây á nó cũng thích trải nghiệm, nó thích vậy đó. Đội Tây nó nói Việt Nam mình rất là thân thiện. Chỉ có mấy cái ông mà Việt Nam mình qua nước ngoài cái tự nhiên hay cái thù lao thôi, chứ Tây Mỹ rồi qua đây nó phái mình mấy thằng đó.
Mấy qua tàu đây có chào mình không đó, đi du lịch tới nó qua tàu đó thấy mình mà. Làm gì nó chào mình không à. Út mập nè, Út mập nè, Dustin nè, Dustin Dustin đó, đó thứ chơi bà người ta đá đó, đợi người ta chọn đây làm quê hương luôn rồi. Cả con tới bạn ơi, ô này bỏ rồi, đỡ là nhúng nước đâu. Hả? Để nó thí, để nó đi. Để nó tiền ai cứu hay cứu. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Cá bóng cò tiêu. Để tự mình gấp mình ăn. Cái này nè. Đó. Đồ gà luôn á. Đó, chờ chờ hơn giờ tôi hơn tôi đâm đó. Chờ là chờ gì nữa phải không? Chờ rau. À, ớt xanh đâm mua ớt nè. Đó. Chờ rau. Rồi, xong. Đây, nặng chanh vô. Đúng không anh? Ờ, chanh vô. Mời. Để ngược lại, ngược lại. Nóng này. Bộ này trái đó nè. Muốn cần chua không? Nhân dưỡng không à? Ừ. Nặng sát quá, đắng. Rồi, bị tao hỏi có uống tác sĩ nữa không? Đưa lấy cho anh nữa nè. Rồi. Rồi. Người ta uống bia rồi, không? Uống xác thị no đi, muốn no xác thị vô, đừng có ăn tôm canh gì khác nữa chứ, đúng không? Không Vũ mà công nhận bây giờ ông khôn thì cái Vũ mang những tôm bự mút hết giờ ông chờ không chưa nó tôm cháy lại cho mày. Nãy ông bắt nhiều hơn mà, nãy ông đưa nhiều hơn mà. Dạ rồi, dạ rồi, mượn ra qua đi. Bởi chơi chơi con hả? Chơi con, chơi con. Ông dục con tôm rồi đó. À, để mình tính ăn con tôm càng mà thì mình thấy cơm với lại cá bóng thơ là mình phải chuyển qua. Mời cả nhà nha. Em dục qua đây nè. Chịu không nổi. À, rồi rồi đủ. Rồi bắt ngủ sớm luôn. Trời ơi. Này này tôi để dài ngủ. Quá chưa chi ham he cho ngủ sớm. Ngủ ngủ tối thì hỏi đi vậy đã... vậy tiếp vậy rồi, vậy thì nào nấu cháo vậy kêu vậy 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 quốc à cảm ơn biết bây giờ họ biết cá bóng to này ăn ngon biết ăn gì không ăn gì biết cái nồi hả không bậy cái gì nước nước hả à. Có thấy mỡ không không mày ăn cái gì không má bảy cửa chồng đi cửa chồng miếng nè ăn to là gạo nước ngon nước ngon tiêu tiêu nó tiêu đó, nước nó tiêu ăn đồ nước ra nó ngon cá luôn á sao giờ bây giờ họ thì viêm cái rồi khô rồi bây giờ tới cái món à, đây, đây. À. Đó. Rau nè rau 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 xanh rau tươi rau mới con ký vừa ra dồn vô chỗ rồi đó đó gì đây nhãn lồng để đó nhãn lồng rau lan, rau lan, rau lan, rau lan với lại nhãn lồng, rau lan, nhãn lồng, hương vị quê hương. Làm thanh nha cỡ, không uống gì cỡ, nãy uống mấy lon rồi. Uống nãy lon rồi. Trời ơi, nãy giờ con lon tao chứ bác, cầm lụng quất hết mẹ hai ngàn chai rồi nè. Mẹ, đỡ thôi, cảm giác sao? Quá tuyệt vời. Mà làm miếng rau kìa. Rau đó, 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 dốc miếng rau vô. Rồi rau xanh xanh đó. Đó, để mình cho mà. Rau xanh quá. Chấm đây nè, chấm đó, chấm cả lòng. À quên lộn. Chấm cái kia kìa, nó mặn chết luôn. Mặn còn gấp nữa. Nó đeo kiến mà không tới đường trời. Ông lặng mặn, ông lặng mặn cũng mang kiến luôn đó. Có nhiều người gọi là cái chợ đó anh báo là rau chùm bao. Ừ, đúng rồi. Thị chùm bao đó. Đúng không? Bao á. Nhắn lòng là một, nó là một đó. Tại vì rau tôi còn cái dĩa rau này chiên nữa là bầu bầu với cái nồi đùa quá trời món luôn à. Rau gì đó toàn rau thấy mọi người ăn mà mình phát thèm luôn đấy. Thôi thôi bây giờ mình ăn thôi. Đúng nãy thấy không đã không đúng cá nãy xong cá tươi cái gì cũng tươi hết làm sao ngon được đúng không? Tổng ăn là có bạn thiền chứ. Sao bây giờ? Quá thiệt. Số 4. Nấu à, nấu à.
dưới quê có lần nồi nấu này. Ồ. Nấu củ với cơm, nấu củ với cơm. Salai này á, ăn. Salai để ông bạn già ta bên Mỹ ông coi. À. Củ với các củ khô này, rồi đất. Dạ. Rồi đất rồi xưa đất này cá bóng nha. Rồi ít đọt chùm bao. Như là mình dùng một nồi niêu. Cái này trâu lan. Đây. Bầu chưa còn có bầu nữa, bầu luộc ở đây có nồi niêu có chứ có. À, chấm chấm cái này cái trên thành phố bán gì thiếu gì làm bán cái đã chưa thành phố có đầy vậy bán. Ủa công nhận cái phong tục mà ở Vĩnh Hưng ha, ra ngoài đâu có gì quan trọng, cái gì bỏ gì đó ra nghĩa địa toàn là chiếc cửa đâu, toàn là khổ. Đất không à, đồng ý là đất thôi, đất không ở dưới được cát tươi giống gì bỏ vô không hay là lụm lô rồi chở về cái xe tải rồi trở về không hết nữa. Ừ, như mở cửa mã người ta nuôi phong tục của người ta là nồi đất nè, chén đất nè, rồi bếp là cũng bằng đất luôn. Ừ, cho nó lừa cho hỏi cường thôi, cường có ra chưa? Bữa nào thường cường nó chở mình chở mới về đó. Ồ đó, một cái mộ là khoảng là một cái đồ đất. Chục cái hơn. Ừ, chỗ nào công phục công tục nhận ở Vĩnh Hưng vậy đó. Ngọt. Còn ngon rồi đó. Nguyên khu nghĩa địa hết hồn luôn. Khu đất bán để chôn đó, cho dì cháu rồi đã chôn đó. Ra ngoài đó đó. Nồi đất không à? Chi cửa, chi cửa. À, mình chơi cửa là mở cửa mã chơi cửa là gà mãi nấu ăn mà nó có bộ nghĩa trang đủ mà không có nhà không có bộ nào dưới tỷ trên không với nó rồi hình như là một cái mộ á hình như là 3-4 tỷ rồi lên không à trời không... ơi Huế nó chấp nhận nó ở nhà tranh nhất đất mà nó xây cái mộ cái hoành tráng thì Huế là vậy đó. Em thấy giống giống như cái... mà ở chỗ đó bây giờ ta làm thăm chỗ thăm bao nhiêu luôn rồi em như thấy như nguyên cái nhà thay hoàn cảnh của nhà vô ông ơi mẹ anh giọng nghe quá đó điện rồi không ra sáng thịt thuốc cái tật ổng ngủ không được chứ không ổng bị mất giấc ngủ không mừng mừng đêm cũng ngủ không được nữa mất giấc ngủ không mừng mệt năm thằng đi thì kia ổng đi thôi mất giấc ngủ cứ nó bán thuốc á bằng đêm ngủ không được bằng ngày có ngủ nhắm mắt nhiều khi 4-5 giờ sáng ổng ngủ được khoảng 9-10 giờ chưa được nha ổng nhiều quá ngủ được nhưng mà đừng có ai làm hồ mình điện rồi nó mất giấc ngủ là rồi luôn rồi. Tại ông bữa ông điện chửi ông gì còn mình ngủ một đêm ngủ khoảng 3 tiếng là khỏe không cần nhưng gì mà ông thẳng giác. Mình á cái đó là ông ngủ thẳng giác. Ví dụ 9 giờ mình vô mình ngủ khoảng tới 11-12 giờ khuya là mình dậy là được đủ giấc rồi. Ai chết bỏ tao ngủ một ngày đêm rồi 8 tiếng. Đúng tiêu chuẩn. Đây, mấy ông ăn thử cái món này coi, nó ngon. Cái đậu nè. Trời ơi. Sao mình nãy đồ gạo không ngon. Chứ theo anh mà bún là nó ngon. Mấy con có biết không? Ở nước ngoài á mà tao với thầy kiếm những cái thứ rau giống như tươi á không có đâu trời mới quý nếu về mới bỏ lỗ mà bây giờ có trái không nó bán mình nó bán bằng gỗ hồng cường ha mày lấy mày xe tải về mày chở mẹ chừng 100 bao cho cái chừng 50 bao thì vừa với phân bò về đụng làm trồng rau đồ ăn khổ gì hết tỉa rau bỏ gãy rau khổ trồng cây chứ lộc bên hiếu á ở bên cường á hiểu bộ khỏi cỏ lên luôn đó lên một lớp ai? Cao vậy nè thôi không ai làm hết á mày chở gì để tao làm cho thôi ăn thôi như mẹ còn như bán như bán cái này đi tắt đi con tắt đi tắt cái này mày chơi cho thoải mái đi ăn thấy tội